Nay Thanh Tú quay một cái clip giới thiệu một cái chiếc đài Natunan RQ4370. Chiếc đài này nó rất là lạ anh em, nhìn không giống ai hết đó. Cái màu thì cũng kỳ kỳ, luốt luốt, không có mạnh mẽ gì hết á, nhìn thấy rất là tầm thường. Có được một điều à, nó nặng cỡ 9-10 kg, xách cái là hết hồn liền á. Dưới đường cái dàn mạch âm thanh của nó khuếch đại á, như một cái âm ly vậy. Rồi con này không có giao lưu nghe anh em, để nghe chơi rồi mà anh em thưởng thức chất âm nha. Buồn mình tôi.
anh em cũng nghe được cái chất âm của con này hát ha. Phải nói là mình chơi đài cũng nhiều và trải nghiệm cũng rất là nhiều, cũng đâu có dưới 100 con đài đâu, từ 100 con đài trở lên. Nhưng mà nhiều khi thấy hãng Nationan á, nó có nhiều bí ẩn lắm anh em. Nhiều con mình nghĩ nó đơn giản thôi, ví dụ như con 5.300 hôm hổm Tú vừa bán, nhìn thấy cũng đâu có bắt mắt gì đâu, nhìn thấy bình thường thôi, nhưng mà nó nặng như cục sắt vậy đó. Khi dọn xong hết trơn rồi, tra cơ mở, làm cơ cho nó chuẩn rồi hết, mở ra hát mới giật mình. Thì con này cũng vậy. Con này lúc đầu tính không mua đâu, nhìn thấy không giống ai hết á, không đẹp. Nhưng mà mua rồi về xài cảm thấy được quá hay. Không phải quảng cáo nhưng mà chất âm nó quá đỉnh. Anh em nghe, anh em cảm nhận được. Rồi giờ xin mời anh em nghe tiếp một bài nữa. Tà áo mới mang.
nút nó nằm ở trên anh em. Đó. Cái nút ở trên mặt phi nhôm rất đẹp. Nhìn mặt sóng đài tưởng đâu nó đục, nhưng mà không phải thôi. Cái màu, cái nền của cái dĩ tần số đó, khi mình nghiêng về gì thì cái màu nó ngọn nó. Nhưng khi mình nghiêng về đây mình kỹ lại thì nó trong veo rồi, thấy không? Anh em nhìn không biết thấy nó cũ. Con này thì không được đẹp cho lắm. Nó có thêm cái hai cái bảo vệ. Đây là loa chép, đây là loa chép. Đây là mic. Mic thổi, mic ghi âm. Có cái nút này nè. Kiếm nút là kim loại hết. Nhìn không giống ai á. Phần này rất là đẹp. Rất đẹp luôn. Coi gì mà hát hay tuyệt đỉnh. Cũng thức chất ăn con này rồi. Mấy cái con mà mấy cái kia nghe đâu có bằng. Bởi vì nó nghe đài không phải cần, không phải chỉ đẹp không đâu, mà mình cũng cần thưởng thức chất âm đó anh em. Nhìn thấy gấu không? Lo nó là lo 14 hay lo 15 gì đó. Mà cũ 500 nó bự lắm, nặng lắm anh em. Rồi như vậy giới thiệu anh em biết được. Nếu anh em có gặp cái con model thứ này thì anh em cứ mua, mạnh dạn mua, mà máy phải chuẩn nha, người dọn cơ phải chuẩn, đem lại chất âm tuyệt vời nữa. Đó, hôm nay Thành Tú làm clip này giới thiệu của anh em. Rồi cũng xin nhắn gửi với anh em, những người đam mê radio cassette, khi mình thưởng thức được một cái con đài hay, giá trị, mình cảm thấy vui lắm anh em. Rồi đôi điều chia sẻ với anh em, chúc anh em một buổi tối vui vẻ và thực hiện được những cái chiếc đài đam mê và thỏa mãn đam mê với cái cuộc sống. Rồi xin chào anh em nha.